Xin chào nha tất cả mọi người, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du hôm nay phẫu thuật ha, livestream cho mọi người thấy trực tiếp ca phẫu thuật treo mài mút xô ha, treo mài laser đính cơ. Và đặc biệt là có một cái dịch vụ gọi là rất là ít người thực hiện, thỉnh thoảng thôi, bởi vì có một số trường hợp là mọi người sẽ bị cái phần phun xăm mí mí trên hoặc là mí dưới rất là to rõ, thì thay vì mình bắn laser rất là nhiều lần, cho nhỏ nhạt lại tí xíu em, thì mọi người sẽ thấy là cái đường phẫu thuật á, cái đường phun xăm chân mày á, hoặc là xăm chân mày nếu như mình bị hư nè, hoặc là xăm viền mi mà bị to, bị trổ xanh nhiều quá, thì mọi người phải xóa bằng laser rất là nhiều lần, và mỗi lần cách nhau khoảng 2 hoặc 3 tháng, ấy 1 hoặc là 2 tháng ha. Thì và hiệu quả nhất thì thường, và bây giờ nếu như một máy laser tốt nhất và họ da mình hồi phục lắm á, thì thường thì cũng phải sau 2 tuần mới bắn lại một lần. Và thường thì mình bắn laser như vậy á, thì khách hàng á, thứ nhất là sẽ có những cái trường hợp là nó bị sẹo nè, hoặc là bị những cái đốm trắng ở vùng da, và mất nhiều thời gian ha, và cũng tốn nhiều chi phí. Vì vậy mà phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du á, thường hay cắt bỏ những cái lần phun xăm cho khách hàng và chỉ thực hiện một lần duy nhất nha. Rồi mình thường á, mình cắt bỏ những cái lần mà xăm hư á, hoặc là xóa sửa xăm hư đó, thì mình có kèm theo những cái lợi ích rất là hay, như ở phần chân mày thì mình bỏ được cái phần xóa xăm hư chỉ một lần duy nhất nè, rồi bỏ được cái phần da dư thừa đó thì mắt mình cũng đẹp hơn, thẳng hơn ha. Còn đối với cái vùng mi mắt, nếu như mà bị xăm hư chỗ xanh nhiều thì mình chỉ cần nếu như bắn laser ngay chỗ cái vùng mà mi mắt, viền mi đó đó, nếu như mà mình không có tốt, kỹ thuật không tốt, cầm cái trục khủy á, cái nói chung là mình chỉnh cái tia laser không tốt á, nếu như mà nó vào mắt thì cũng không tốt nữa nè. Cái thứ hai là nó, nếu như nó vào cái phần sụn mi á, thì nó có thể làm cho cái lông mi của mình nó bị yếu đi á, là nó không có mọc khỏe được. Chính vì vậy mà có một số khách hàng là bắt may á, khuyên là mình sẽ cắt bỏ cái phần xăm hư đó, cái phần xanh, chỗ xanh đó, thì như vậy á, thứ nhất là một lần duy nhất nó rất là đẹp, thứ hai nữa là giải quyết triệt để cho một lần luôn nha, mà nó không bị vấn đề gì hết. Cho nên là mọi người thấy đây là một cái dịch vụ cũng rất là mới, thì mọi người cho xem cái cặp mắt ha, cặp mí mắt em đứng hẳn về bên đây luôn, không thấy em đâu. Đây mọi người thấy ha, cái viền mi mắt đây ha, nó thì đây, mọi người thấy nè, chỗ xanh và to đi rất là nhiều, thì trường hợp như thế này á, thì mình nên lấy cái vùng cái sụn mi á, ngay cái phần sụn mi này nè, mình bắn laser á, nhiều lần á, thì cũng có thể là không tốt lắm. Thì thường thì phòng khám bác sĩ sẽ cắt bỏ cái phần da dư này nè, cái phần da bị xanh nè, bị đen này nè, và bị nở ra nhiều đó, thì một lần duy nhất thôi, thì làm cho mình không mất cái thời gian, cũng như là không có phải thời gian cũng như chi phí gì nhiều trong cái việc mà xóa cái lần này. Cho nên mọi người nếu như ai có những cái trường hợp như thế này, mình không nên đi xóa sửa nha, phun màu trắng vào á, nó càng làm dày cái vùng này, nó làm chai đi. Cái thứ hai nữa, bắn laser thì nhiều lần, và có những nơi mình phải chọn kỹ thuật rất là tốt hoặc là máy tốt nè, rồi nếu như mà người ta đi tốt á, thì nó còn ổn, nhưng mà phải thực hiện nhiều lần thì nó mới hết được. Cho nên chính vì vậy mà chọn cái phương pháp phẫu thuật cắt bỏ cái phần da bị trổ xanh và lan rộng như thế này là một cái kỹ thuật rất là khéo léo, và cắt bỏ cái phần này nó không ảnh hưởng gì hết nha, và chỉ lần làm trong một lần duy nhất thôi, cho nên là mọi người yên tâm ha. Thì để khi mà sau này mình sẽ cho mọi người xem cái kết quả trước và sau khi làm cái phần cắt này như thế nào ha. Thì rồi, cảm ơn em. Bây giờ mọi người quay lại là cái cảnh bác Việt đang cắt đây nha. Đó. Rồi, thì một chút xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem live stream đó nha. Bây giờ thì mình do là cái phẫu thuật nó còn dài đó, thì mình sẽ tắt live stream, bởi vì bác sĩ Mai vẫn còn phải phẫu thuật một hai cách chờ ha.
cho nên là mọi người yên tâm ha.